Có một con lọc giàn xuất hiện ở cửa hàng tôi. Một mẫu lọc giàn có mã là GE 900W, 900W của Kenwood, cực đẹp luôn. Đèn nháy cực đẹp, chất âm thì cực hay luôn. Chất âm con lọc này nó tương đương những con lọc 6-7 triệu tôi bán nhé. Đây, những con lọc này, nó là lọc rời thì nó đẹp hơn vì bề ngang nó rộng hơn nên nó đẹp. Nhưng bề sâu thì cái lọc giàn này nó còn sâu hơn cả bề ngang, sâu hơn cả những mẫu lọc kia. Tại nó ngắn hơn bề ngang nên nó rẻ, nên các bác được chơi hay như lại rẻ. Đẹp thì không bằng, đẹp theo chiều ngang thôi, chứ còn kiểu dáng của lọc này thì cực đẹp rồi, vì nó là đèn nháy mưa rơi, đẹp xuất sắc luôn. 3 triệu đồng, xin khẳng định với các bác, chất âm con lọc 7 triệu 6 triệu như con này thôi, vì tôi bán nó quá nhiều rồi. Còn nếu bác nào tôi nói không tin, cửa hàng tôi có rất nhiều lọc rời, không tin đến mà không hay bằng, tôi tặng luôn cho 2 cái liền mang về, khẳng định 100%, chứ không phải nói bừa. Cần gạt rất nhiều để chỉnh, 2, 4, 6, 8, 9 cần một vế, cực kỳ chi tiết. Còn cái bên này này là độ cao thấp của đèn, ở hai bên đều có để cao thấp của đèn. Tôi đang cắm tín hiệu vào đường line, phải bấm sáng ở line. Đây, tắt đi là không có lọc rồi. Chất âm cực kỳ ấn tượng luôn. Tôi sẽ quay mặt sau rồi sẽ mở nhạc to với các bác cùng nghe tại sao tôi bảo nó rất hay. Lọc giàn thì tôi bán nó quá nhiều rồi, chẳng cái này mà biết nó hay hay không. Sản xuất tại Nhật Bản, 20W điện 100V, đường ra đường vào đây, nhạc ra nhạc vào. Những mẫu lọc này thì tôi đăng lên gần như là khách bốc ngay, bởi vì nó quá hay, vì nó vừa tiền của người chơi. Tôi sẽ mở nhạc to hơn với các bác cùng nghe nhé. Riêng mình tôi xem chất âm như nào. Bỏ lọc xuống đây, chỉ lên nó cực kỳ ấn tượng luôn. Tôi có người yêu rất đẹp ở xóm những bụi tan, chỉnh cái có tác dụng ngay, rất rõ rệt luôn. Tìm nhau say mơ ngày sau, nhạc cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá, say xưa trao nhau kỷ niệm khúc dây ban đầu. Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để tự dạ lên đường, gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn. Bát chép lời nó đẩy lên cực kỳ ấn tượng luôn. Giả sử cái âm ly của bác trị giá tầm 5 triệu thôi, nó đẩy lên chất âm lên tầm 15-20 triệu luôn. Khẳng định các bác điều đó luôn. Quê hương bao la những vâng, xin chào mọi người. 3 triệu đồng giá chuẩn ship toàn quốc qua Viettel và nhà xe khách. Phí vận chuyển nó giống như cước đi lại, cước đi lại của các bác, người mua phải chịu.